Tường sẽ đặt ra những câu hỏi rất là ngắn thôi. Sau đó là các bạn sẽ chỉ về một trong năm thành viên. Tức là câu trả lời chỉ việc chỉ thôi, hay là người như thế nào thôi là ok. Và nếu như mình có muốn chia sẻ thêm lý do tại sao mình lại lựa chọn người đó thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, ok. Ai là người có body đẹp nhất? Đây. Ủa? Không, mình không biết. Là bây giờ là đang có top 2 hả? Đang theo số đông. Số đông là đang chỉ về Quế Anh. Ok, vậy thôi bây giờ theo số đông là Quế Anh. Ok. Câu hỏi số 2. Ai là người bánh bèo nhất? Trời ơi. Một cái này có vẻ như rồi bây giờ là phiên bản tái hiện lại phiên bản gốc này, thể hiện lại xem như nhà Tuyền. Em phải la như thật nhưng em đang nói trong sân khấu nha. Lâm Thị Bích Tuyền, Miss Grand An Giang. Chấm điểm Phương ơi, có giống như trong phòng em thấy không? Nó em nghĩ là chắc 49 trên 100% quá anh ơi. À hả? Cũng có kìm lại bớt rồi hả? Nó kìm. Cũng chưa bánh bè. Em chắc là đứng cạnh anh nó nên là không dám. À hả? Thôi chắc cái này phải... để chúng ta che chở nó. Nhưng mà cái tư liệu ha. Mình tua lại đêm chung kết mình xem. Dạ, mình phải tua lại thôi. Rồi, ok. Thôi tạm chấp nhận, cho qua. Ai là người catwalk đẹp nhất? Catwalk đẹp nhất hả? Anh Hương. Miss Fashion. Anh Vương, Miss Fashion. Em mới 23 thôi anh. Thôi bây giờ anh Vương thử đi một vòng. Thử luôn, hãy thể hiện. Đáp lại tình yêu thương của bốn bạn còn lại. Bung skill đi, nào? Đi hướng nào? Đứng tạo dáng giữa đường. Đây em chỉ cần đi một cái vòng tròn cho nên là được rồi. Em đi tới thôi. Cái này còn khó hơn em đi trên khách sạn anh quay. Đây là một người đó, đây là một người đó. Rồi một tràng vỗ tay cho Vương ạ. Bao dáng trong vòng 5 giây. Rồi, đau đầu. Thử thách bao dáng đầu. Dạ được rồi ạ. Báo được rồi ạ. Rồi, cảm ơn Ánh Vương. Tiếp theo ha. Ai là người hài hước nhất? Hài hước nhất chị Nguyên. Chị Nguyên. Không, chị Nguyên. Nguyên. Chị Nguyên hài hước thống nhất. Lắm. Hãy tái hiện lại một cái pha hài hước nhất nào đó của Nguyên hoặc mọi người có thể kể lại. Bắt đầu đi, nhiều quá, nhiều quá, nhiều lắm, nhiều lắm anh ạ. Nhiều đến mức không nhớ nổi hả? Nhiều đến mức không thể có một cái hướng về sự dừng lại nào luôn. Tiếp theo, ai là người hướng ngoại nhất? Hướng ngoại nhất. Vẻ khó ha. Chắc là các em không chắc chắn rồi. Chị hướng ngoại lắm á. Chị hướng ngoại bắt thang. Đúng rồi. Sao tức là mọi người chỉ tay về mình thì hiện thấy như thế nào? Em nghĩ là bình thường em hơi kiểu năng động, hơi tăng động một chút xíu. Không, chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Nhiều, chút xíu thôi. Chút xíu thôi. Một chút xíu. Một chút xíu thôi nên là mọi người có thể một hiểu lầm thôi. Dạ, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc chúng em cùng nhau hiểu lầm chị ấy. Một người hiểu lầm thì mình còn phải suy nghĩ chứ. Người này tới tụi em cùng nhau hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi, cũng sao. Tôi thấy là ekip cũng rất là đồng tình về này. Chắc là hiểu lầm đó, không sao đâu. Cảm ơn Thu Hiền. Tiếp theo, ai là người dễ mít ướt nhất? Bánh bèo này là mít ướt là đúng rồi. Mà tính ra là mỗi lần chỉ về em là tất cả mọi người không hề có một cái sự mong thuẫn. Không, nó rõ ràng như thế hả mọi người? Mà hồi nãy giờ là hai chữ, anh nhắc lại giùm em nha. Bánh bèo và mít ướt. Ôi, nó trùng hợp quá anh ơi. Mà em còn nhớ là em còn nhớ là chị về không có lâu nước mắt cho em 3-4 lần trên sân khấu chưa? Mọi người không có phân vân gì hết hả ta? Không rồi. Chị Tuyền còn nhớ anh nói là trời ơi cái hình mà đem chung kết mà sao khóc mà nếu không dám đăng không bạn là chị không khóc. Nếu không anh là em đây lý do em chưa đăng được hình là như vậy. Do em nếu không cho nên em đâu chối cãi gì được đâu. Lâm Bích Tuyền bánh bèo và bánh trước. Rồi. Đây một từ khóa trái ngược hoàn toàn với những từ khóa mà chúng ta nhắc đến nãy giờ. Ai là người gia trưởng nhất? Rồi. Ủa? Gia trưởng mới lo được nhưng mà cho em hỏi. Nhưng mà cho em hỏi là bây giờ gia trưởng là trong tình huống nào? Gia trưởng trong ngoặc kép. Lo được cho các em. Gia trưởng trong ngoặc kép. Trong gia đình của mình, gia đình Miss Grand. Gia trưởng gặp ra sẽ là cùng gọi là vợ. Em đang nói rồi. Cái bài cảm ơn rất dài và rất da diết xong. Thu Hiền vào. Anh yêu em.
thả thính. Anh ấy gia trưởng nhưng mà sao giọng anh ấy cũng hơi nói chung là thì đó thì ok rồi đó. Cho nên là nó khớp rồi, gia trưởng trong mặt kép thì cũng khớp rồi. Dạ, dạ. Tiếp theo, ai là người hát hay nhất? Mời kẻ hai ba. Khi mà những thân che bao ký ức xa xa hơi mẹ. Anh nghĩ là quan trọng nhất là trong lòng khán giả đúng không? Mình nhớ đến bạn nhất của em, đó là điều rất quan trọng rồi. Cảm xúc như thế nào trong khoảnh khắc này anh Hương? Dạ, cảm xúc của em bây giờ cũng rất là vui á. Cái giọng hát của em đã được truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Cũng như cái bài hát lúc mà rehearsal em hát thì các bạn thí sinh ở dưới cũng nói là nhờ chị Vương hát mà em có thể tự tin em lên em hát rồi. Và trong khi là chỉ có lúc đó là đăng ký chỉ có mười mấy bạn thôi, mà hôm đó là đăng ký gần hết chỉ có hai bạn không hát thôi, là biết giọng hát của em đã truyền cảm hứng rồi đó. Đó là điều rất quan trọng. Rồi, một câu hỏi nữa cho thử thách này. Ai là người có mặt mộc xinh nhất? Có hai đáp án ha, Quế Anh, Quế Hạnh Nguyên. Là đang 22 luôn hả? 22 luôn. Bây giờ cho anh MC chọn bây giờ. Bây giờ sao anh chọn được? Đưa cho anh cái tình cảm khó hả? Anh là anh cảm nhận là coi như là sẽ phải có 5 đáp án đó cho cái câu hỏi này. Cho nên thôi thì chúng ta có ưu tiên câu hỏi này thì mình có hai đáp án nha. Đó là Hạnh Nguyên và Quế Anh. Rồi, cảm ơn mọi người.